Theo quy hoạch, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 6 tuyến cao tốc hơn 1.188 km, gồm 3 tuyến cao tốc trục dọc 597 km và 3 tuyến cao tốc trục ngang 591 km. Đến nay, toàn vùng đã đưa vào khai thác 120 km. Trong đó, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188 km, bố trí 18 nút giao, trung bình 10 km một nút giao, 133 cầu dài gần 28 km, quy mô phân kỳ 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Tiến độ dự án cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần và giao các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ quản. Dự án được áp dụng một số cơ chế đặc thù, gồm cơ chế chỉ định thầu, cơ chế khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công tác thu hồi đất đã cơ bản hoàn thành, đạt 99%, chỉ còn khoảng 1% tập trung tại 86 hộ dân và công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là 15 vị trí đường điện cao thế. Về nguyên vật liệu, tổng nhu cầu các đắp nền cho dự án khoảng 29 triệu mét khối, đến nay đã cơ bản giải quyết đủ nguồn cung cấp vật liệu cát về trữ lượng. Tuy nhiên, công suất khai thác còn thấp, chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu nên cần nâng công suất. Về công tác thi công, giải ngân, dự án khởi công 4 trên 14 gói thầu xây lắp đầu tiên từ tháng 6 năm 2023. Đến tháng 12 năm 2023, các địa phương đã khởi công toàn bộ 14 trên 14 gói thầu. Lũy kế sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 9,3% giá trị hợp đồng. Trong đó, An Giang đạt 20,5%, Hậu Giang đạt 11,9%, Cần Thơ đạt 5%, Sóc Trăng đạt 2,3%. Các địa phương nơi tuyến cao tốc đi qua khẩn trương điều chỉnh tiến độ thực hiện của từng dự án, từng gói thầu nhằm bù đắp phần chậm để đảm bảo thi công nền đường và các công trình trên tuyến hoàn thành toàn bộ trước tháng 4 năm 2026. Tuyến đường Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có ý nghĩa rất quan trọng là cao tốc trục Đông Tây kết nối với cao tốc Bắc Nam.